xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã click vào video của Mi ngày hôm nay. Thì hôm nay Mi sẽ review và báo giá cái dòng xe Yamaha Exciter 155 và 150 cho các bạn luôn. Như các bạn có thể thấy ở đây thì bên mình có đầy đủ các phiên bản của em F155 này. Bên cạnh Mi ở đây là một em màu xanh đen đã lên màu 3D cho các bạn luôn. Với cái phiên bản tiêu chuẩn này bên mình đang có giá là 44 triệu giá đã bao gồm thuế VAT. Khi mà lên màu như thế này thì các bạn cộng giúp Mi từ 1 triệu đến 1 triệu rưỡi thôi. Bên mình có bao đổi màu cà vẹt cho các bạn luôn. Đó. Rồi tiếp theo bên cạnh Mi đây là một cái em màu xanh GB. Xanh chibi này cũng rất là được ưa chuộng luôn các bạn ơi. Giá là 48 triệu, giá đã bao gồm thuế VAT cho mình rồi. Đó, có khóa smart key luôn. Rồi cái màu trắng này, tem đỏ này cũng rất là được nhiều người săn đón này. Đó, giá rẻ hơn này, 47 triệu giá đã bao gồm thuế VAT. Phiên bản này là phiên bản cao cấp nha các bạn. Đó. Tiếp đến thì còn một cái em màu jean của nhà máy, màu đen nhám. Xe này thì hôm qua là Mi đã có khách đặt rồi này. Giá chỉ là 46 triệu 500, giá đã bao gồm thuế VAT đầy đủ cho mình luôn. Đặc biệt với cái dòng xe F155 này, các bạn không cần trả trước, chỉ cần căn cước công dân là Mi đã có thể hỗ trợ các bạn lấy xe về ngay. Đặc biệt bạn nào mà có bằng lái xe này hay là bảo hiểm y tế thì Mi có thể hỗ trợ các bạn làm gói cà vẹt gốc, lãi suất cực kỳ là thấp. Rồi bên mình cũng độ lên một em tiêu chuẩn này. Đó, tiêu chuẩn màu xám xanh, rất là cuốn hút đúng không ạ? Với bạn tiêu chuẩn này thì bên mình đang có giá là 44 triệu như bạn như mình báo khi nãy. Rồi tiếp đến em này là em xám xanh xanh ngọn chuối đúng không ạ? Thì bên mình bản này đang có giá là 48 triệu, giá đã bao gồm thuế VAT. Rồi một em kỷ niệm 60 năm của nhà Yamaha, em trắng phối với tem đỏ, rẻ đỏ, mâm bạc. Em này thì cũng có giá là 48 triệu nha các bạn, 48 triệu giá đã bao gồm thuế VAT. Rồi, xanh GB thì mình cũng có báo giá rồi, 48 triệu thôi. Các bạn nhớ nhá, không cần trả trước đâu, chỉ cần căn cước công dân là mình đã có thể hỗ trợ các bạn rồi. Bên mình cũng có lên thêm một số những cái màu cho các bạn nữa. Đây là màu đỏ Movista này. Đó, đỏ Movista này rất là cuốn hút. 44 triệu thôi, giá đã bao gồm thuế VAT đầy đủ rồi. Đây là một em cao cấp. Em cao cấp này thì có giá là 46 triệu 500 này các bạn. Đó, màu vàng rất là nổi bật. Rồi, các bạn ơi, nếu mà mình mua xe trả góp ít từ xa đến thì mình có hỗ trợ tiền xăng xe từ 500 đến 1 triệu cho các bạn nhé. Nên các bạn ở xa thì cứ tham khảo, nếu mà giá ok thì các bạn qua ủng hộ Mi nhé. Rồi, tiếp đến này thì Mi có một em siêu phẩm nằm ở đây. Em xám cam đen này. Em xám cam đen này thì đã bỏ mẫu rồi, nên là hàng cực kỳ là hiếm, hàng hiếm nha các bạn. Nếu mà các bạn đã ưng em nó rồi, đã săn đón em nó lâu nay rồi thì cứ nhấc máy lên gọi cho Mi ngay 0337176116 để Mi giữ xe, cọc xe lại cho mình. Em này đang có giá là 48 triệu 500, 48 triệu 500 thôi, giá đã bao gồm thuế VAT đầy đủ cho mình nhá. Xám cam đen, siêu phẩm luôn. Đó. Rồi, bên cạnh đây thì Mi cũng có một số những cái màu độ nữa như các bạn có thể thấy ở đây. Cái phiên bản tiêu chuẩn chìa khóa này thì bên mình 44 triệu thôi. Đó, 44 triệu. Bên mình bao đổi màu cà vẹt cho các bạn luôn. Nếu mà các bạn không thích những cái màu bên Mi độ lên ý, thì các bạn cứ gửi hình cho Mi qua Zalo thì Mi sẽ độ lên 100% giống y như hình cho các bạn. Màu gì các bạn thích thì các bạn cứ gửi qua cho Mi nhá. Rồi, tiếp đến thì Mi sẽ review luôn, báo giá luôn cái dòng F150 này cho các bạn. F150 này thì bên mình có đầy đủ các màu jean của nó luôn. Bên cạnh Mi đây là một em màu đỏ nhám. Đỏ nhám này thì bên mình đang có giá là 43 triệu, giá đã bao gồm thuế VAT. Rồi, tiếp đến là cái bản màu xám cam này. Màu xám cam này thì rất là hot luôn, nhà mình chỉ còn một em duy nhất thôi. Bạn nào mà thích thì gọi ngay cho Mi nhá. Giá là 43 triệu luôn, 43 triệu giá đã bao gồm thuế VAT. Với cái dòng F150 này thì các bạn cần phải trả trước giúp Mi từ 1 đến 2 triệu đấy. Có căn cước công dân thì Mi có thể hỗ trợ các bạn lấy xe luôn. Ngoài ra thì có một cái màu trắng đỏ này cũng rất là được ưa chuộng này các bạn. Đấy, trắng đỏ. 43 triệu giá quá là mềm luôn. Đó. Các bạn nào mà yêu thích dòng xe côn tay này, đang chuẩn bị có ý định dự định gì để sắm xe cho dịp Tết này thì các bạn cứ nhanh tay liên hệ với Mi nhá. 43 triệu trả trước từ 1 đến 2 triệu là đã có thể rước xe về rồi. Rồi, đặc biệt bạn nào liên hệ trước với Mi qua số Zalo thì Mi sẽ có tặng quà lên đến 2 triệu đồng cho các bạn. Phần quà là gì thì các bạn hãy nhắn tin qua Zalo cho Mi nhá. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.